kiếp đang xảy ra, chuyển qua thời thánh đức. Và đương nhiên người dân Việt Nam chúng ta có tinh thần tự trọng và tự giác rất cao độ khi mà chúng ta nhận diện và trực diện với vận mệnh đất nước chúng ta. Bởi vì ông bà tổ tiên chúng ta đã hành xử như thế, và rồi để rồi mỗi người Việt Nam chúng ta đến bây giờ trong dòng máu chúng ta đều có tinh thần như thế. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tập hợp lại được. Kính thưa đồng bào, có phải người lãnh đạo đất nước chúng ta đã chưa xuất hiện, hay là đã xuất hiện rồi và đang chờ chúng ta để cùng nhau làm việc minh vương của chính cá nhân mỗi chúng ta? Kính mời anh chị góp ý về phần này. Kính mời chị Cúc ạ. Dạ, kính thưa quý anh chị, quý đồng hương Việt Nam kính yêu, ngày hôm nay chúng tôi có mặt ba người, ông Trần Quang Đại, con Điện Thanh Giống, ông Phạm Trí là cái người chống cộng quyết liệt nhưng là đèn tâm đức, và tôi Nguyễn Kim Phúc thường lên đài của Thánh Giống 4 năm về trước, và chúng tôi lúc nào cũng hướng về cha trời. Thì trong khi đó là anh Phạm Trí là cái người mới cộng sự và tới diện diện ngày hôm nay. Trong khi để nếu mà muốn qua Phật là cứ cầu nguyện cha trời để chúng ta trở về mà cứu lại đất nước, thể hiện lòng yêu thương với dân tộc Việt Nam hiện giờ lại đang được hoàn thành ở trên quê hương. Thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là chúng tôi xin đọc lại một cái bài sống giảng của sống Trạng Trình đã tiên đoán trước, giống như là Vương Phạm Trí đã nói là tất cả cái gì cũng theo ý trời, cho nên chúng ta chỉ biết hối cải cầu nguyện để cho cha trời sắp xếp an bài. Và tôi xin được phép đọc một bài thơ của sống Trạng Trình. Thương cho đất nước thăng trầm những người, thương cho dân nước thăng trầm những người yêu nước sao lòng hết trơn, quỷ quái miệng nói như đời, kêu người cứu nước công hờn ngoại bang. Ngày vui thì rất ngỡ ngàng, công nam bắt đầu ôi thôi đã rồi. Thương cho tiến sĩ nhà hồ, kẻ thì bị giết người đài quân sư. Thì giống như quý vị hiện diện ở đây đã cầu vấn với cha trời và được ngài chỉ dẽ cho những cái bài đó rất là đúng theo tiên cơ mà sống Trạng Trình đã tiên đoán cách đây 400 mấy chục năm về trước. Và trong khi đó tôi đang cầm trên tay tôi một cái bài mà anh Phạm Trí đã về trực tiếp đấu tranh với cộng sản bằng mấy lần, và tôi đã biết những điều đó khi cùng trong một tổ chức. Khi tôi mới qua Mỹ, tôi qua năm 1991 và tôi giữ tình huynh đệ tới ngày hôm nay để chúng tôi lúc nào cũng nguyên ngôi cầu nguyện với cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì quý vị biết rằng Kings the Kings, thì vua trên đất, vua trên các tầng trời càng khôn vũ trụ, mà ân điển Thánh Giống cũng thường hay chia sẻ và với đồng hương của chúng ta qua ân điển và qua trên đài truyền phát thanh của ông ta trước đây, và tôi cũng đã từng tham gia. Thì cái bài tôi cầm trên tay đây là những phương hướng, những cái gì mà ông và anh Phạm Trí luôn được soi dẫn. Thì tôi xin đọc rất là nhiều, không có thời giờ để có dịp và chia sẻ thêm nhiều nữa. Hay là quý vị nào muốn cần tìm hiểu những cái khía cạnh, những cái điều gì chúng tôi được soi dẫn, thì chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ chia sẻ thêm nếu mà gọi vào đài của chúng tôi. Thì cái chủ đề mà anh Phạm Trí đã được sự soi dẫn và đã viết ra cũng trên 15 năm nay rồi. Thì tôi xin đọc. Ngọc Hoàng cõi trời phú đại Việt, cũng đọc phù đại, tôi xin đọc lại. Ngọc Hoàng cõi trời phù đại Việt, tổ tiên nước Việt cứu dân Nam. Thì trong tổ tiên là từng cái cấp bậc, nếu mà cha mẹ tổ ông bà tổ tiên ông sơ đi tới trở lại là thủy tổ của ta là ông Adam, và bà Eva, ông Adam và Eva thì phải nói về cái thượng đế toàn năng đã tạo ra. Thì rõ ràng nước Việt Nam là con rồng cho tiên,
Thủy tổ của chúng ta đã lịch sử đã nói rõ. Và trong khi đó thì Trần Thánh Giống, Trần Quang Đại là ân điển của Thánh Giống ở núi Sóc Sơn, mà có ân điển Thánh Giống. Tại sao mà tới giờ này chúng tôi vẫn quý ông? Vì nếu mà không có một cái sự phù trợ của Thượng Đế thì làm sao diệt được cái lời phiên mô bên đạo? Thì bây giờ chúng ta nhờ quyền năng của Thượng Đế tá phàm mượn xác để mà làm những việc của cha trời nữa. Tại vì thân xác của con người rất là hữu dụng, nhưng khi đền thờ của cha thiên thượng ngay chính rồi thì Ngài sẽ mượn thân xác chúng ta để làm việc và cho Ngài. Cái xin kính thưa quý vị là xin